Xin chào các bạn, đến với kênh tô màu của Su Linh nhá. Các bạn ơi, hôm nay chủ đề tiếp theo của con Su Linh đó là cá tô cái gì đấy? Cá tô một chiếc xe tăng nha các bạn. Rồi tiến hành nhá. Cá tô một xuống trước nha các bạn ơi. À rồi đúng rồi. Đầu mình tô màu gì? Rồi đổ vào. Ok, đây bố đổ vào. Rồi màu cam trong cái nòng súng. Rồi cái đầu này con. Đầu đấy là màu gì được? Rồi đổ vào. À, đầu này màu sắc hả? Màu hồng hả? Dưới đây bố con nào. Tiếp theo. Rồi tiếp theo con. Rồi tiếp theo. Đưa bố con đổ cát đi. Rồi đổ màu xanh dương đi. Màu xanh dương cho nòng súng, màu xanh màu cam và màu vòng. Rồi đổ vào. Một chiếc xe tăng. Nhiều màu sắc. À, sẽ tăng nhiều màu sắc. Rồi, và trong này là con này. Màu vàng. À, màu vàng. Rồi. Màu vàng đi con. Rồi, đây bố đấy. Wow. Nhiều màu sắc quá. Rồi, bây giờ là ống khói, để ống khói nhá. Bắn. Rồi đây con. Cái này màu gì? Màu tím. À, màu tím hả? Mình rất thích nhiều màu các bạn. Nhiều màu để chơi chứ. À, nhiều màu để cho nó đẹp đúng không? Rồi bây giờ ta tô cái phần này ha, phần đầu của xe tăng. Đầu. Đây đó. Đây màu xanh lá cây, màu xanh lính. Đây. Còn con này con sẽ tô màu gì? À màu cam hả? Rồi ok con. Các bạn nhớ theo dõi Su Linh tô màu nha các bạn. Các bạn theo dõi hết video xem là bố con Su Linh tô màu có đẹp không các bạn ơi. Rồi đôi mạnh đây. Đúng rồi, màu gì con? Màu đỏ. À có được chắc. Nhanh các bạn xem. Đổ nhanh cho các bạn xem nhé. Ta phải làm nhanh cho các bạn xem với nhé. À đúng rồi, để nhanh cho các bạn chấm điểm xem 30 điểm chứ nè. Rồi mạnh đấy. Đúng rồi, tô màu gì nào? À, màu xanh dương này. Cái tí là bố dạy cho con đổ nhá. Con đổ kéo dài ra chúng ta đều phải giải đều này. Rồi đây đúng. Wow các bạn ơi, khá đẹp nha các bạn. Chúng ta làm tóc cho các bạn xem nhỉ. Các bạn chấm điểm cho nó 30 điểm chứ sao? À đây con, đây. Màu gì nhanh. À một tí hả? Ok có đồ này, đúng không? Giải đều luôn. Đấy giải vậy. Ok. À đến cái này rồi, ok. Đến cái đến hai cái hình này, hai cái hình chữ nhật này, hai hình nhật ở đây, bên này các con, bên này này từ từ. Rồi con đổ đi, đổ một bên một xíu, đổ xíu rồi, rồi bên này nữa, qua bên này. Rồi, chị Bình rất là giỏi các bạn ơi, nhìn có màu rất là đẹp nha các bạn. Mình phối màu rất là hài hòa. Rồi đến cái thân của chiếc xe tăng để bố lấy ra con ra và con đổ vào cho bố nhé. Con đổ dài nha. Con đổ đi, đổ dài ra. Mình ra. Rồi đấy các bạn ơi. cái xích. Những cái xích, những cái mắt xích này con đổ màu vào đây. Hơi nhiều đấy. Chỗ này nè. Một chiếc xe tăng nhiều màu sắc nhỉ. Su Linh rất là sáng tạo rồi các bạn. À rồi, tiếp theo là mắt xích tiếp theo nha. Chiếc xe tăng có mắt xích cầu vồng nha. Rồi đổ vào màu gì? À màu cam các bạn ơi, Su Linh chọn màu cam cho những mắt xích tiếp theo. À đây, rồi đi đây có đổ vào nào. Anh rất là ưng ý. Tô màu với màu như vậy rồi, màu đỏ nào. Mắt xích xong. Màu tím vào bánh xe cho bố này. Đổ thì mình xíu ra các con. Thì các cái ít này. Rồi tiếp theo các bạn ơi. Đây, đây là chiếc lốp này. Xe tăng có lốp luôn hả? Rồi. À, các bạn ơi, gần hoàn thành rồi nha. Sẽ tăng nhiều màu sắc. Được rồi các. Đây tiếp theo là vô cái này. Rồi Su Linh. Màu gì tiếp theo? Màu cam. Rồi màu cam đổ vào đi. Rồi, đây các bạn, màu cam nha. Tiếp theo, chúng ta cần hoàn thành Su Linh ơi. Tiếp theo nào. Đây. Su Linh chọn màu gì con? Phần này Su Linh chọn màu gì? Chọn màu xanh lá. À, xanh lá cây à, ok. Ít quá hả? Không sao. Nó xử lý cho. Ít cát quá ha. Cái này nữa. Bóc cái này nữa. Rồi rồi, để đây bố xử lý. Wow, đây các bạn. Cái này hả? Cái này nó to con, cái này nó to quá, không có nhiều cát. Nó ít cát quá. Mà. Các bạn ơi, vậy là anh và bé Su Linh đã tô xong chiếc xe tăng này các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Chấm điểm cho con Su Linh nhá, đúng không? Vậy là video kết thúc rồi nha các bạn ơi. Bye bye các bạn, hẹn các bạn trong video tiếp theo của con Su Linh. Bye bye.